Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lần thứ ba VTV tấn công thời báo.de. Bao giờ VTV mới thôi dùng trò bẩn? Đây là lần thứ ba đài truyền hình Việt Nam VTV tiến hành công kích tờ thời báo.de. Hai lần trước bao gồm một lần là VTV1 và một lần là VTV4. Đây là một thực trạng mà chỉ có ở Việt Nam, một tờ báo tấn công một tờ báo khác. Không biết tại sao VTV4 lại dùng từ báo chí cộng đồng để chỉ những tờ báo như Thời báo.de. Thực tế, Thời báo.de là tờ báo tự do, là nơi nói lên tiếng nói của xã hội. Nguồn tin mà chúng tôi lấy là những bức xúc của người dân trước những chính sách của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời báo.de là tiếng nói không bị kiểm soát bởi một nhà nước nào cả. Chúng tôi hoạt động theo luật pháp Cộng hòa Liên bang Đức. Vì thế, nhà nước Đức không tố chúng tôi vi phạm, thì nhà nước Việt Nam cũng không được phép làm điều đó. Nếu nói VTV là đài truyền hình được nhà nước Cộng sản cấp kinh phí hoạt động, theo nghị quyết 129 ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2020, thì kinh phí mà Đảng Cộng sản Việt Nam cấp cho đài truyền hình VTV của nhà nước là 227 tỷ đồng mỗi năm. VTV được chủ nuôi thì tất nhiên phải bảo vệ chủ bất kể nhà nước này làm bao nhiêu điều sai trái với nhân dân. Đồng tiền sẽ bẻ cong sự thật. Chính đồng tiền của Đảng Cộng sản Việt Nam chi ra hàng năm cho VTV, mà đài VTV không bao giờ biết bảo vệ sự thật. Ngược lại, Thời báo.de không hề bị đồng tiền của tổ chức nào chi phối, nên chúng tôi sẽ nói lên tiếng nói của lương tâm, chứ không nói lên tiếng nói của đồng tiền như VTV. Đây là hình ảnh các phóng sự trên VTV đã được phát đăng tải. Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng quyền lực nhà nước, đã dùng tiền thuế đánh của dân, rồi dùng tiền thuế đó của dân để nuôi hơn 800 tờ báo đài, và để hơn 800 tờ báo này nói cùng một giọng điệu. Đó là chỉ biết binh vực nhà nước và đảng mà không binh vực nhân dân. Và chính những tờ báo này đang được Đảng Cộng sản gọi là báo chí chính thống. Tức là nhà nước Cộng sản, họ chỉ thừa nhận những tờ báo mà chính họ nuôi lớn và vỗ béo. Còn những tờ báo khác thì họ gọi là báo chí không chính thống. Đây là sự phân biệt đối xử vô cùng bất công với những tờ báo như Thời báo.de, và những luận điệu này chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam có mà thôi. Cái gọi là báo chí chính thống thực ra là cái gì? Câu hỏi được đặt ra. Bức tranh của cái gọi là báo chí chính thống chẳng khác nào một đàn nô bộc thờ chủ. Chủ cấp tiền và đàn nô bộc có nhiệm vụ là tấn công bất kỳ người nào mà chủ muốn. Tiếng nói của chủ là chân lý, còn ai chống chủ đều là sai trái. Và Thời báo.de đã bị đài VTV4 cho là dùng luận điệu sai trái xuyên tạc chính là cách tấn công như vậy. Thời báo.de ý thức rằng báo chí là quyền lực thứ tư, có nhiệm vụ gọt rũa nhà nước để họ làm tốt hơn. Đó là lý do tại sao Thời báo.de chỉ nói cái xấu, cái tệ hại của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nếu gọi cho đúng thì phải gọi là báo chí chính thống là báo chí nô bộc. Trong một đám nô bộc ấy, có bốn kẻ đầu đàn tấn công những lời nói công chính của những tờ báo tự do. Những kẻ đầu đàn đó có thể kể ra như Đài Truyền hình Việt Nam VTV, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV. Những tờ báo nô bộc đầu đàn này được Đảng Cộng sản Việt Nam cấp cho hàng năm hàng trăm, hàng nghìn tỷ để họ bảo vệ chế độ. Đây là hình ảnh đưa ảnh Thời báo.de và gạch chéo là cách đưa tin tựa như các trang của dư luận viên đầy tính thù địch và thiếu tính nghiêm túc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản là một tổ chức chính trị không bao giờ nhận sai lầm. Dù sai lầm có thể nói là tội ác diệt chủng như chiến dịch cải cách ruộng đất năm 1953-1956 ở miền Bắc, thì báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tô vẽ rằng đó là chính sách đúng của Đảng. Dẫn chứng thế để bạn đọc có thể thấy rằng bản chất nô bộc của báo chí chính thống đã biến họ thành loại tiếng nói của cái ác. Ý chí của Đảng Cộng sản Việt Nam là dùng những từ chính thống để báo bên ngoài hệ thống báo chí nô bộc. Tuy nhiên, đấy chỉ là cái danh, còn bản chất của nó vẫn là nô bộc, với những người ăn tiền thuế của dân đi phục vụ Đảng. Vẫn là những chuyện tấn công, những tiếng nói chân chính bảo vệ những sai trái của chính quyền. Đất nước Việt Nam đã trở nên tồi tệ, xã hội Việt Nam bất an, chính quyền hung hăng là bởi họ được tô vẽ với những tờ báo nô bộc. Vào ngày 21 tháng 8 năm 2021, đài VTV đã lên phóng sự tấn công Thời báo.de bằng những lời lẽ chụp mũ như
phần tử cơ hội, nhà báo tự phong đang định cư lưu vong tại nước ngoài, rồi lợi dụng hoạt động tự do báo chí để lập nên một số tờ báo, trang tin tức, kênh truyền hình với động cơ xuyên tạc, bịa đặt, vu khống để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. VTV đã sai căn bản về khái niệm. Thực ra, Thời báo .d chỉ lên tiếng chỉ trích Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng sản, chứ không hề xâm hại tới lợi ích quốc gia của dân tộc. Đến khái niệm cơ bản là nhà nước và quốc gia cũng không phân biệt được, Đảng và dân tộc cũng không phân biệt nổi. Đảng là một nhóm người này đã chiếm dụng nhà nước để trục lợi của nhân dân. Thời báo .d là nơi nói lên những bức xúc của người dân cả nước. Chúng tôi đứng về phía người dân thì không lý gì để xâm hại đến lợi ích dân tộc cả. Không có chuyện chống đảng là chống nhà nước. Đất nước Việt Nam không của riêng ai. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam có quyền lập đảng, thì tại sao lại cấm dân lập các đảng khác? Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền lực nhà nước, tại sao không cho dân nắm quyền lực nhà nước? Rõ ràng dân tộc này đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm dụng và cướp đoạt, mà trục lợi vì những chính sách hà khắc của Đảng Cộng sản Việt Nam mà nhân dân đã sợ, không dám lên tiếng hoặc rất ít người lên tiếng. Hễ người dân phản ánh những cái xấu của nhà nước thì đảng cho bắt, nhẹ thì phạt, nặng thì bỏ tù. Thời báo .d là một tờ báo tự do. Những cảnh oan khuất của người dân, những đường lối sai trái của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đều được Thời báo .d phân tích và phổ biến mà không sợ Đảng Cộng sản Việt Nam trả thù. Nếu không có những tờ báo như Thời báo .d thì xã hội này thiếu đi những tiếng nói phản biện cần thiết. Đây là hình ảnh dư luận viên Hồ Ngọc Thắng tại Đức. Đã nhiều tháng trôi qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chống dịch sai lầm, gây rất nhiều oan khuất và chết hàng chục nghìn người. Cấm dân đi đường bằng đủ thứ giấy tờ và ra những quy định cản trở giao thông và rồi làm lây lan Covid khắp nơi. Người dân thì chờ dài cổ mà không thấy tiền hỗ trợ. Làm xét nghiệm toàn thành phố gây lãng phí nhân lực ngành y tế, mà lãng phí nhân lực ngành y tế thì dân chết rất nhiều. Đấy là những yếu kém mà ai cũng nhìn thấy. Dân phải trả giá cho sai lầm của nhà nước mà Thời báo .d chúng tôi đã phải phản ánh hàng ngày và chẳng ai có thể muôn năm Đảng Cộng sản được. Chỉ có tờ VTV và trang truyền hình của họ là những nô bộc thì mới có thể tán dương, tận tâm, tung hô, sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản. Thử hỏi, nếu không có những lời phản biện của những tờ báo tự do như Thời báo .d chúng tôi, thì chính quyền có thay đổi cách chống dịch sai lầm hay không? Chúng tôi chỉ trích nhà nước, nghĩa là chúng tôi bảo vệ người dân, và có thể nói VTV tự xưng là báo chí chính thống, nhưng họ không có chính nghĩa như chúng tôi. Cho nên, chỉ có báo chí nô bộc mới xâm phạm đến lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc, chứ báo chí tự do không làm điều đó bao giờ. Trong phóng sự tấn công tờ Thời báo .d, VTV4 đã sử dụng những cá nhân cũng là những thuộc loại nô bộc của họ ở nước ngoài. Tất cả họ đều là những cộng tác viên của VTV4, nghĩa là quân ta phỏng vấn quân mình để đánh giá về kẻ địch. Và VTV4 lấy tiền thuế của dân để câu đô la cho đảng như thế nào? Được biết VTV4 là kênh truyền hình được nhà nước Việt Nam lập ra nhằm mục đích tuyên truyền những tư tưởng của đảng và tô vẽ hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam để dụ dỗ kiều bào nước ngoài. Đây được xem như việc làm như nước đổ lá khoai, vì kiều bào chúng ta ở nước ngoài đã có điều kiện tiếp xúc với tự do dân chủ nhiều hơn. Vì thế, việc tuyên truyền nhồi sọ của VTV4 không hiệu quả. Kênh VTV4 nhận tiền từ nhà nước để nhồi sọ kiều bào, tức là lấy tiền thuế của dân trong nước để đem những tư tưởng độc hại của Đảng Cộng sản Việt Nam dụ dỗ kiều bào khắp nơi, mục đích là để kiều bào móc khẩu bao gửi tiền kiều hối về cho Đảng Cộng sản Việt Nam thụ hưởng. Đây là hình ảnh một dư luận viên khác của VTV4 tại Mỹ. Mỗi năm, Việt Nam tăng trưởng kinh tế khoảng 6% GDP là cao. Vào năm 2020, tăng trưởng chỉ có 2,91%. Tuy nhiên, kiều hối hàng năm đến 16 tỷ đô la chiếm cỡ từ 7-8% GDP. Một con số rất lớn. Như vậy là VTV4 cần câu đô la cho đảng. Họ đang tính bài toán tiền rất thầm. Để làm cho ra vẻ công bằng, VTV4 đã phỏng vấn những Việt kiều ở nước ngoài. Tất cả những gương mặt Việt kiều này đều được tuyển chọn. Họ là những cộng tác viên của VTV4 ở nước ngoài. Đáng chú ý là có nhân vật Hồ Ngọc Thắng. Đây là nhân vật dư luận viên cao cấp. Tờ Thời báo của chúng tôi đã từng đăng rất nhiều bản tin về nhân vật này. Và mặc dù được sống ở thế giới
tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt và tự do báo chí. Nhưng những nhân vật này như ông Hồ Ngọc Thắng cũng không hiểu được tự do ngôn luận như thế nào, nên vẫn tích cực cộng tác với VTV4, với Đảng Cộng sản Việt Nam để tấn công lại chính nơi ông đang sống. Và cuối cùng họ sẽ thất bại cùng với chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 8 năm 2021 với bản tin Lần thứ ba VTV tấn công Thời báo .d, bao giờ Đài truyền hình Việt Nam mới thôi dùng chiêu trò bẩn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.